Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video hôm nay như tiêu đề, Tiến Dũng thanh lý xả kho một bộ combo nghe nhạc và kết hợp hát karaoke hàng bãi nội địa Nhật với chi phí chỉ ngoài 30 triệu. Thanh lý xả kho giảm 5 triệu cho cặp loa Sansui G300. Đây là cặp loa có cấu hình khủng nhất của thương hiệu Sansui hàng bãi nội địa Nhật. Thanh lý giảm 2 triệu cho chiếc âm ly Sansui 707 hàng bãi nội địa Nhật. Thì Dũng sẽ test combo này với chi phí chỉ ngoài 30 triệu. Video ngày hôm nay thì Dũng cũng sẽ thanh lý giúp bác khách một dự án của bác khách. Đó là một cặp loa bass 40cm bass rời của Sansui với mức giá rất tốt. Hai cặp kèn của Sansui. Đây là những loa rời thì Dũng đã mua giúp bác khách từ eBay. Tuy nhiên thì bác khách đã không có thời gian để set up lên dự án thùng loa của mình. Chương trình khuyến mại sale giảm giá và kèm theo phần quà tặng là một cặp dây loa Pro End của Italy cho những đơn hàng trên 10 triệu. Những đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây AV Pro End của Italy, món quà trị giá 500 ngàn. Chương trình khuyến mại sale giảm giá quà tặng này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hết thời gian trên thì Tiến Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này nữa. Quý vị và các bạn lưu ý. Trước mặt quý vị và các bạn là một cặp loa bass của Sansui và hai cặp loa chép của Sansui. Đây là những sản phẩm do Tiến Dũng đã đấu mạng eBay trực tiếp từ Mỹ về giúp cho một bác khách. Để bác này chơi đóng thùng. Tuy nhiên thì do thời gian bác ấy không có cho nên Tiến Dũng lại bán giúp bác ấy luôn. Bán thanh lý với mức giá rất tốt. Đầu tiên là hai cặp loa chép đến từ thương hiệu Sansui, hai cặp loa chép kèn với họng ghe 40W một cái, 12 ô, họng kèn này có kích thước khoảng 20cm. Tất cả những dây nhựa này còn đầy đủ zin theo loa từ bên Mỹ về. Hai cặp loa chép kèn này Tiến Dũng bán giúp bác khách với chi phí chỉ 2.500.000 một cặp. Còn đầy đủ cái mặt nạ ở phía mặt trước này. Chiều ngang này ước tính khoảng 20cm và chiều sâu khoảng 20cm. 40W trở kháng 12 ô. Loa kèn này chúng ta có thể phối ghép với hầu đa các dàn âm thanh từ nghe nhạc đến hát karaoke. Mức giá 2.500.000 một cặp thì Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp tụ cản lời của Đức. Món quà này trị giá 300.000. Đây là loa kèn của thương hiệu Sansui Nhật Bản. Phía bên đây là một cặp loa bass cũng đến từ thương hiệu Sansui Nhật Bản. Hai loa bass loại 40cm. Có thể nói là loa đẹp gần như mới. Màng giấy, gân xếp vải tầm dầu. Bass 40cm. Bass này chính xác là 43cm. Tất cả zin nguyên bản, loa đẹp như mới. Đây là hàng đấu mạng trực tiếp từ eBay về. Rất nặng. Đây là phía dưới của loa này. Và đây là phía dưới của loa bên đây. Loa này sẽ phù hợp cho những anh em mà đóng thùng chơi kiểu như chơi đĩa. Tất cả zin của bạn đẹp như mới, loa của Sansui. Kích thước của củ loa này khoảng cỡ 12 13 cm. Có một vấn đề ở trên cặp loa này là tất cả mọi thứ giống nhau, tuy nhiên chúng ta thấy có hai cái kiềng loa này, nó một cái nó hơi cao, một cái nó hơi thấp. Cái này nó khoảng 2cm, còn cái này nó khoảng 1cm. Tất nhiên là điều này nó sẽ không hề ảnh hưởng gì hết. Củ còn 7 màu, đẹp gần như mới. Cặp loa bass này bác khách đề nghị bán là 4 triệu. Hai cặp loa chép này 2.500.000 một cặp. Cả bộ như thế này bác khách đã bỏ ra khoảng gần xít soát 15 triệu để ship về đây. Tuy nhiên nếu với giá này thì bác khách chỉ thu về có 9 triệu thôi. Thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì chúng ta có thể đặt cọc trước 1 triệu cho loa bass hoặc là loa chép. Quay trở lại với chương trình test video ngày hôm nay thì Dũng thanh lý cặp loa Sansui G300. Sansui G300 này thì Dũng đã có dịp test và giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây là cặp loa có cấu hình khủng nhất của thương hiệu Sansui. Hai bass 30cm bass thật. Một loa chép kèn có tán âm ở phía trên. Bass 30 kiềng nhôm đúc, gân mút và màng giấy. Đây là hai loa bass thật. Loa chép kèn có miếng tán âm phía mặt trước và chúng ta thấy ở đây có một nút tinh chỉnh. Mẫu loa Sansui G300 là dòng loa chuyên để nghe nhạc. Tuy nhiên với dòng này chúng ta hoàn toàn có thể phối ghép để hát karaoke gia đình, rất thoải mái.
Dòng này có cấu hình rất lớn, âm thanh của nó rất mạnh mẽ. Công suất 300W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Loa này có độ nhạy khoảng 96 dB, là rất nhạy. Cặp loa với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, thì Dũng vẫn đầy đủ các chế độ hậu mãi như là bao zin, bao đúng hàng bại xịn và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Đây là thùng loa phía bên đây. Mẫu loa này chúng ta có thể ứng dụng cho các không gian lớn tầm trên dưới 50m², sử dụng để nghe nhạc, giải trí và chúng ta có thể kết hợp hát karaoke được. Dĩ nhiên là chúng ta không nên so bì với các dòng loa full, dòng loa chuyên nghiệp karaoke, nhưng đây là dòng có thể kết hợp hát karaoke được. Với phần thùng gỗ lạng còn khá đẹp. Tất cả zin nguyên bản, đây là hàng bãi chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Mức giá thông thường của sản phẩm này thì Dũng phục vụ là 30 triệu. Trong video này thì Dũng sale giảm đến 5 triệu cho sản phẩm này, mức giá chỉ còn lại 25 triệu. Thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán trước tiền một lượt hoặc đặt cọc 20% bên khách hàng chịu phí vận chuyển. Chúng ta sẽ cùng xem qua phần nội thất của cặp loa này. Trước mắt quý vị và các bạn là phần nội thất rất gấu của cặp loa Sansui model SPG300. SPG300 được hãng Sansui sản xuất năm 1977 tại Nhật. Đây là cặp loa có cấu hình lớn nhất của thương hiệu này. Toàn bộ phần sườn loa được hãng đúc bằng nhôm. Củ loa của nó rất lớn, ước tính khoảng 16cm. Với củ loa này có công suất là 150W trên một củ. Hai cái như vậy tổng cộng là 300W. Phần màng loa được hãng thiết kế bằng giấy và phần côn và nhện loa rất lớn. Mẫu loa này được hãng Sansui sản xuất chuyên dùng để nghe nhạc. Chúng ta có thể nghe được đa thể loại dòng nhạc. Và quý vị và các bạn cũng có thể hoàn toàn kết hợp để hát karaoke được do cấu hình của nó rất lớn. Đây là hai củ loa phía bên đây. Tất cả zin nguyên bản, cặp loa sản xuất năm 1977. Phần bo xeo, các tụ cũng rất lớn và các cuộn cảm rất lớn. Củ loa chép rất sâu ở trong này. Chúng ta có thể liên tưởng đến củ loa chép của JBL model L200. Đây là một cặp loa rất đáng chơi của thương hiệu Sansui. Âm thanh của nó tốt hơn rất nhiều so với các thương hiệu khác ngang tầm giá. Phía dưới này là chiếc âm ly Sansui model 707. Cái này có công suất nguồn là 320W. Nó có thể kéo được cặp loa này một cách rất nhẹ nhàng và thoải mái. Mặt bóng gương, xoay ngang khoảng 44cm. Đây là một chiếc âm ly hàng bãi. Máy này sử dụng 8 sò xăng ken. Đây là giao thức phía mặt sau. Các giác kết nối còn sáng choang, rất đẹp. Điện 100V và công suất nguồn là 320W. Máy có thể chơi được hai cầu loa A hoặc là AB+. Mức giá của chiếc này thông thường Tiến Dũng phục vụ là 8 triệu. Video này Tiến Dũng sale giảm 2 triệu, chỉ còn lại 6 triệu. Phía trên này là một chiếc vang cơ rất dễ sử dụng, hàng mới, chính hãng, bảo hành 12 tháng. Model là AS1. Chiếc này có mức giá chỉ 3.600.000. Chúng ta đọc đầy đủ là Alpha System AS01. Thì chúng ta sẽ test ra bộ âm thanh này với chiếc Micro PV của Mỹ, sản xuất ở Trung Quốc, hàng mới nguyên hộp, chính hãng. Chiếc này có mức giá chỉ 950.000, mới nguyên hộp như thế này. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là một chiếc Manpower, chiếc cục đẩy công suất. Trong thời gian vừa qua thì Tiến Dũng về rất nhiều, đã được các anh em mua ủng hộ hết. Và hôm nay về tiếp thêm một chiếc nữa, Crown Model Microtech 600. Chúng ta đọc là Crown 600. Chiếc này xoay ngang 48cm, chạy 16 sò sắt, sò vuông miệng cao cấp. Chiếc này là hàng Mỹ, sản xuất tại Mỹ. Công suất ngõ ra là 300W trên một kênh, rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể kéo được 3 cặp loa ở đây. Ở đây trở kháng xuống đến 2 ô. Các mẫu loa như là loa full bass 40cm đổ lại, chơi rất thoải mái. Các mẫu loa như là loa full hoặc là loa BMB bass 30cm đổ lại, chơi 2 cặp rất thoải mái. Mức giá thì Dũng cũng đang sale rất đặc biệt trong dịp này. Mức giá thông thường là 10 triệu, sale giảm 1 triệu chỉ còn lại 9 triệu. Phía trên này là chiếc micro đèn Guti, thì Dũng đã có rất nhiều bài test và giới thiệu. Mức giá của chiếc này chỉ 6.200.000, mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng 12 tháng. Thì Dũng hiện nay cũng đang là đại lý chính thức của những chiếc đầu giải mã DAC hot trend nhất trên thị trường. Đó là những thương hiệu như là Topping, như là Fio, như là iFi. Tất cả là hàng chính hãng giải mã 32 bit. Những thiết bị này chúng ta có thể kết nối với TV thông qua cổng quang.
kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth và kết nối với máy tính thông qua các USB. Với mức giá dao động từ khoảng 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu một chiếc. Quý vị có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem chi tiết về các sản phẩm này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài test âm thanh của bộ âm thanh này. Chiếc âm ly Sansui 7L7 với mức giá chỉ 6 triệu. Cặp loa G300 mức giá chỉ 25 triệu. Như vậy là có 31 triệu. Cộng với chiếc vang này chỉ trên 3 triệu nữa. Lương 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lương. Lương 1, 2, 3, 4, 5, 6. Với bộ âm thanh này, quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Nó phù hợp cho các không gian lớn tầm trên dưới 50m2, tiếng của nó rất tốt. Chúng ta sẽ cùng test một vài nhạc từ TV Internet thông qua dàn âm thanh chỉ trên 30 triệu này. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn ở một trong hai số điện thoại trên góc phải màn hình. Lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đôi khi lòng buồn yêu em thật nhiều, mà ẩn tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cá ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay. Làm sao chung đường chung bước? Thôi em đừng nhầm tên tôi là gì, ngờ như không biết hay tìm quên đi. Từ khi em lỡ gót bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chậm cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn. Đời như chiếc lá xót rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cánh chia nào chẳng đau lòng. Đây là một bộ âm thanh được phối ghép rất tuyệt vời và đặc biệt với mức chi phí vô cùng ấn tượng chỉ ngoài 30 triệu. Một bộ âm thanh hàng bãi xịn chúng ta có thể sử dụng để vừa nghe nhạc vừa hát karaoke giải trí gia đình. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu bộ âm thanh này với chi phí chỉ trên 30 triệu. Cuối cùng Tiến Dũng xin kết thúc video đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tất cả những chương trình sale, giảm giá, quà tặng sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hết thời gian trên thì Tiến Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này nữa. Quý vị và các bạn lưu ý.